con diều làm xong thì nó sẽ có cái hình thù như thế này nè. Đấy, nhìn nó còn mang cho mình một cái vẻ là khó bay hơn con diều sáo nữa nha. Ngày hôm qua tôi nói là tôi sợ rồi, tôi không làm nữa, nhưng mà đây tôi ngứa tay quá, tôi phải làm thêm một con. Thì cái con diều này giống như cái form ở Indo hay sao á, ở bên nước ngoài á, thì mình cũng không quên là nó sẽ có một cái đuôi nha, có cái đuôi dài gì mới đảm bảo con diều bay được nha. Đó, nhìn gần đó nè, cũng là một cái xương, xương xuống với lại cái ngang nè ha. Và bữa nay đặc biệt hơn là nó sẽ mang một cái trồng mông nha. Bay được hay không thì chưa biết, ô kêu được hay không thì chưa biết. Nhưng mà chơi lớn mà gắn luôn nè, với lại cái này cái đuôi. Đuôi này chắc khoảng 2-3 mét gì đó. Tại vì hôm trước làm cái đuôi ngắn á, nó bị sao sao á, cho nên là bữa nay làm cái đuôi dài luôn. Đây con này nè, form form dáng như vậy nha. Ở mặt trước nó sẽ như thế này. Cột dây lèo thì cột theo kiểu diều sáo luôn, có lộn diều diều giấy luôn. Đó, dở lên thấy cân chưa? Về được rồi, cân cân vậy là khả năng bay cao rồi đó. À, trồng mồng nha. Hy vọng là nó sẽ bay được và nó sẽ kêu được nha. Không, bây giờ không sợ nặng nữa, chơi lớn luôn mà. Rồi, xách đi ra ngoài chỗ thả diều để thử diều rồi nha. Rồi mấy bạn ơi, mình đi ra tới ngoài chỗ thả diều nha. Nhận được cái tín hiệu của vũ trụ rồi nè. Đó, như vậy là con diều nó sẽ bay được rồi nha. Nhưng mà mình cảm thấy nó hơi nghiêng đó. Ý, ý, ý. Rồi rồi, nó bị hết gió gỡ rồi. Mình vừa ra tới đây thì mình gặp đợt gió lớn tới, cầm dây thử thì nó bay luôn. Để kéo gần cho mọi người coi nè. Đây nha, hoàn toàn là cái khung này mình không có làm, còn không có cột nha, mình chỉ dùng hai cái thanh để mình dán vô thôi, dán cái trên cái dưới thôi. Vẫn có cái vẫn có cái trồng mộng nha. Hy vọng là cái trồng mộng nó sẽ kêu được. Diều thì khả năng nó bay rồi đó, diều khả năng nó bay rồi, nhưng mà cái đồng mồng, rồi cái đồng mồng có thể là không kêu nha. Tại vì nếu mà nó kêu bây giờ nó đã kêu rồi nè, nếu mà nó kêu là khúc này nó kêu rồi đó, kêu rồi, kêu rồi, bị phức rồi, bị phức cái nè nè nè, bị phức cái gió nè. Rồi gió thổi đây phức, cái này nó không kêu được à, nó phức ha. Thôi kệ đi, giờ chủ yếu là cho con diều nó bay thôi, chứ nó cũng không kêu được, kệ nó. Quan trọng là con này nó bay được nè, bay được nó mới hay nè. Hôm nay mình làm cái đuôi hơi dài nha, thì mình cũng tính được là cái cơ thể của con này nó hơi bự á, cho nên là mình làm đuôi dài xíu. Wow, anh em thấy gì chưa, lên rất là nhẹ luôn nha, ngoài sức tưởng tượng rồi. Lên rất là nhẹ luôn, nhưng mà mình thì mình chưa có nghe được cái tiếng của cái đồng mồng. Đó. Rồi 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 rồi. Cố gắng cho nó lên cao nha. Một màu đen thôi anh em ơi, tại vì lúc này là mình quay ngược nắng á, đen thui à. Quý 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 lên 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 lên. Bay cao chưa? Mình sẽ cố, ê, mình sẽ cố gắng cho nó bay lên cao thêm nha anh em. Đây, mình cố gắng cho nó bay cao lên thêm nè. Không nghĩ là con này nó sẽ dễ dàng hơn hơn con diều sáo của mình luôn á. Đây, đây nè, người thấy mình thả dây không? Dây chạy đó. Quá cao rồi. Dễ hơn con diều sáo nhiều nha. Uầy, gió quá nhiều nó muốn lủi rồi. Thả cái này nó cũng ngộ nghĩnh lắm. Gió quá cũng không được, mà gió nhiều, gió ít cũng không được nha. Tốt nhất là có một lượng gió nào hợp lý nhất định cho nó. Đều 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 nó sẽ bay hoài thôi. Rồi mình đang cố gắng để mình cho nó lên thiệt là cao luôn nha. Càng nhiều dây càng tốt. Đó, mọi người thấy không, con diều mình nè, xa tiếp bên kia rồi kìa. Mình sao mình thấy nó luôn rồi. Nó vô ngay mặt trời á, vô ngay chân cái mặt trời, nhưng mà không có thấy được nó luôn. Thôi thôi không được rồi, xa quá hết thấy rồi. Đó, xa lắm rồi thấy không.
đây nè, nó chỗ này nè, nó chỗ này nè, xa lắm rồi nha, phải kéo nó về gần thôi, chứ kiểu này là hồi không có thấy được nó ở đâu hết á. Trời nắng chói quá, nó bị nghiêng rồi kìa, gió lớn nó nghiêng á, chắc là do cái phần ở phía dưới á cắt nó không đều lắm hay sao đó, mọi người thấy nó hơi nghiêng gì đây không? Nhưng mà mình cũng không có quá khó tính với con chim này được nha, tại vì cái khung của nó là cái loại mình dán thôi, mình dán cái khung vô thôi, chứ không phải là mình cột kiểu như bài bản như mấy con diều sáo, thì nếu mà cột thì nó sẽ căng hơn, mình nghĩ nó căng hơn. Còn kiểu mà mình dán như vậy thì bay giải trí như vậy là tốt lắm rồi. Thùng gạch tông nha, mình gỡ cái bìa ra rồi mình vẽ cái hình mình muốn đó, xong rồi mình cắt rồi mình dán thôi, cũng dễ lắm đó, mấy bạn có thể thử nha. Rồi gỡ coi. Vậy là cái con diều này ngon lành nha mọi người, nó bay rất là nhẹ luôn, dễ lắm, mình cảm thấy nó dễ hơn cái con hôm qua rất là nhiều. Nó cũng tùy, cũng là một chất liệu thôi, cái này làm hơi to xíu nè, nhưng mà hơi tiếc cái là cái này nó không kêu, cái đồng mồng này nó không kêu được, là do lúc mình thả lên thì nó bị phức hết gió rồi, mọi người thấy nè, nó bị phức hết gió rồi, nó không kêu được, nhưng mà kệ nó không sao đâu, quan trọng là con diều nó bay nha. Cắt theo cái form mấy cái gâu gâu giống như mấy ông bên nước ngoài á. Mới đầu coi clip là mình nghĩ mấy ông đó sẽ cột dây câu con diều lên thôi, nhưng mà sau khi mình làm xong thì mình mới biết là con diều này nó có thể bay được, nó bay tốt luôn á, bay dễ hơn diều kia nha. Mọi người có làm diều này ở nhà thì làm cái form cho nó to đi, dùng cà tông này ha, làm form to nó sẽ dễ bay hơn. Hôm trước làm con sáo thì nó nhỏ quá nó hơi khó, làm to gì dễ bay lắm nha. Nãy giờ quay cũng hơi lâu rồi nha, bây giờ tới giờ đi về rồi, cảm ơn mọi người đã xem video này nha. Méo đó, bay rồi, vuốt tay.